Xin chào các bạn, chào mừng quý các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh đường phố Sài Gòn Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt trên đường Cộng Hòa. Phía sau lưng mình là ngay cái cầu vượt Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám đó các anh chị. Và đây là em đang đi hướng từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đi về vòng xoay lăng Cha Cả trên đường Cộng Hòa. Thì hôm nay anh mời các anh chị cùng ngắm nhìn lại cái con đường Cộng Hòa này, xem là hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2021, và xem cái con đường Cộng Hòa hôm nay có thay đổi những gì và thay đổi như thế nào. Thì cái con đường Cộng Hòa là một trong những con đường huyết mạch nối giữa thành Sài Gòn và các tỉnh ở phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là các anh chị sẽ đi thẳng ra đường Cộng Hòa này, các anh chị sẽ đi ra khu vực Hóc Môn, rồi các anh chị đi ra khu vực An Sương, các anh chị sẽ đi ra tỉnh Tây Ninh, và các anh chị sẽ đi đến cửa khẩu Phong Bài Tây Ninh, cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia. Thì trên đường Cộng Hòa thì bây giờ cũng khá là phát triển, có một cái Lotte Mart nè, thương hiệu Lotte Mart cũng khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Trung tâm thương mại Lotte Mart. Rồi bên trái các anh chị có thấy những cái tòa nhà của HD Bank và Republic Plaza, những cái tòa nhà, những trung tâm thương mại ở khu vực Cộng Hòa này rất là phát triển. Và một điều đặc biệt ở trên cái con đường Cộng Hòa này thì anh chị thấy lúc nào nó cũng kẹt xe hết, và đặc biệt là những cái giờ cao điểm như thế này. Dạ, bây giờ thì tầm khoảng 11 giờ trưa rồi, nên cái con đường này rất là dễ bị kẹt xe các chị. Mặc dù bây giờ là có cầu vượt Hoàng Hoa Thám, rồi cầu vượt chỗ vòng xoay lẫn Cha Cả, nhưng mà do lượng xe đổ về trung tâm Sài Gòn quá đông nên là rất là dễ bị ùn ứ. Bây giờ là ùn ứ có thể là đi chậm thôi chứ không có kẹt xe như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà chưa có cái cầu vượt Hoàng Hoa Thám và cầu vượt lăng Cha Cả thì thôi khu này là gọi là kẹt xe vô địch. Còn bây giờ thì các anh chị thấy có thể là di chuyển được nhưng mà nó hơi chậm thôi, bởi vì xe khá là đông. Mặc dù cái con đường Cộng Hòa này có diện tích mặt đường rất là rộng đó các anh chị, có 4 làn xe chạy, 3 làn dành cho ô tô và 1 làn xe dành cho xe Honda gắn máy, nhưng mà vẫn không đủ để phục vụ lưu lượng xe vận hành trên con đường này. Dạ. Chen chúc nhau chạy chứ nếu mình gọi là chạy với nhau không chen chúc thì khó mà di chuyển ở Sài Gòn lắm chị. Và đây là giao lộ Úc Tịch với Cộng Hòa đây. Anh chị quẹo phải Úc Tịch thì anh chị sẽ đi về đường Hoàng Văn Thụ, anh chị sẽ đi về bờ kênh Như Lộc Thị Nghè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thẳng tới vòng xoay lăng Cha Cả. Chỗ siêu thị Maximart ngày xưa đó các anh chị, ngày xưa ở đây là cái
siêu thị Maximart là một trong những cái hệ thống siêu thị gọi là có mặt đầu tiên ở Sài Gòn. Nhưng mà đến nay thì cái hệ thống siêu thị Maximart này không còn tồn tại ở Sài Gòn nữa các anh chị. Tất cả đều đã được đổi thương hiệu hết, như cái trung tâm Maximart đó thì được đổi thành Vincom rồi, được thuộc về tập đoàn Vincom. Maximart thì nói chung là đã rút khỏi thị trường siêu thị của Sài Gòn. Và đây là cầu vượt của Lăng Cha Cả. Các anh chị về trái thì các anh chị sẽ đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Các anh chị đi thẳng thì các anh chị sẽ đi vào đường Hoàng Văn Thụ, vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi về trung tâm Sài Gòn. Mình quẹo phải thì sẽ đi về đường khu vực ngã tư Bảy Hiền. Các anh chị quẹo phải theo đường Hoàng Văn Thụ này, các anh chị sẽ đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền. Mình sẽ đây, mình sẽ đâm qua bên đường Lê Văn Sĩ. Đây là đường Lê Văn Sĩ nha các anh chị. Lê Văn Sĩ cũng là một trong những con đường buôn bán khá là tấp nập của khu vực quận Tân Bình, kết nối với quận 3. Thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đến thời điểm này thì được kiểm soát khá là tốt, và hiện tại thì không còn khu vực nào phải cách ly phong tỏa, nên là tình hình bà con mình rất là thoải mái đi ra ngoài đường cũng như là tụ tập đông người, vì tất cả các điểm vui chơi đều được được phép mở cửa hoạt động lại bình thường hết rồi các anh chị. Không còn gì phải giãn cách xã hội, không còn gì phải Covid mà đang đóng cửa các ngành nghề kinh doanh. Tất cả đều đã hoạt động trở lại bình thường. Chỉ khuyến cáo là giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang nơi công cộng. Đã nói gì chứ nếu đeo khẩu trang thì người dân Việt Nam cũng như là người dân Sài Gòn rất là ý thức cái công việc đeo khẩu trang các anh chị. Nói chung thì bây giờ mình đi ra đường mình đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang cũng cảm thấy sợ sợ, và người đối diện với mình người ta cũng ngại tiếp xúc gần với mình, nên thôi thì đeo khẩu trang là cho an toàn cả đôi đường, an toàn cả cho mình, an toàn cả cho bạn và an toàn cả cho tôi. Ở đây mình sẽ quẹo vào đường Phạm Văn Hai, Lê Văn Sĩ, Phạm Văn Hai. Phạm Văn Hai này thì sẽ đi ra khu vực bờ kênh của Như Lộc Thị Nghè, đi về chợ Phạm Văn Hai nha các anh chị. Những cái vùng ven quận 3, những cái vùng ven của Tân Bình thì đời sống bà con được trở lại bình thường, cũng khá là nhộn nhịp. Chỉ riêng đời sống của khu vực quận 1 thì vẫn còn bị ảnh hưởng dịch Covid. Thì Sài Gòn đang vô mùa nắng nóng các anh chị, nên là tình hình gọi là cháy nổ ở khu vực Sài Gòn mấy ngày gần đây diễn biến cũng khá là phức tạp và nguy hiểm. Như mới đây, mới vừa trước thì cháy một căn nhà ở quận 8 cũng làm 3 người phải thiệt mạng, và gần đây nhất là vụ cháy nhà ở bên Thủ Đức làm 6 người thiệt mạng. Chỉ là 2 vụ cháy nhà thôi mà có đến 9 người bị thiệt mạng, thì các anh chị thấy cực kỳ nguy hiểm trong cái mùa nắng nóng này. Chính vì vậy mà bà con mình phải cẩn thận củi lửa trong cái mùa nắng nóng nha các anh chị, tránh những cái tai nạn hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra. Theo thống kê thì vào cái mùa nắng nóng thì tình hình cháy nổ diễn ra nhiều và phức tạp hơn là mùa khô, mùa mưa các anh chị. Mùa mát và mùa mưa thì tình hình cháy nổ ít có diễn ra hơn. Riêng cái mùa nóng này thì rất là dễ cháy nổ xảy ra, nên bà con mình phải đề cao tinh thần cảnh giác.
và cẩn thận. Đây là bờ kênh Dư Lộc Thị Nghè nè các anh chị. Bây giờ mình sẽ quẹo phải bởi vì đây là đường một chiều. Đường một chiều, đây là đường Trường Sa. Bên kia là đường Hoàng Sa, bên đây là đường Trường Sa. Wow, các bạn trẻ chụp hình check in đủ kiểu đủ chỗ, rất là vui. Mình sẽ quẹo qua một cái cầu, mình sẽ đi qua bên kia đường Hoàng Sa, đặt hai cái tên đường hai bên bờ kênh Như Lộc Thị Nghè này, mang hai hòn đảo của Việt Nam và Trường Sa, Hoàng Sa. Bây giờ thì hai cái con đường Hoàng Sa Trường Sa này khá là thông thoáng và sạch đẹp đó anh chị, nên được nhiều người chọn cung đường di chuyển bởi vì nó một chiều nên chạy khá là thông thoáng, ít có bị kẹt xe. Thì nãy giờ em cũng đi lòng vòng chia sẻ anh chị từ cầu vượt Hàng Hóa Thám trên đường Cộng Hòa, đoạn có đường Lê Văn Sĩ, đường Phạm Văn Hai và đường Hoàng Sa Trường Sa dọc bên bờ kênh Như Lộc Thị Nghè, cho các anh chị cùng ngắm nhìn lại Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Thì em cũng xin dừng đoạn clip ở đây và hẹn gặp lại quý bác anh chị ở những video tiếp theo nhé, những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và chia sẻ về những con phố, góc phố, con đường xưa, cho các anh chị cùng ngắm nhìn lại Sài Gòn xưa và nay nhé. Dạ xin chào và hẹn gặp lại.